Đa số các công nghệ tắm trắng lột da để làm đẹp trẻ hóa hiện nay chỉ là tẩy đi lớp sừng bên ngoài, đẩy lớp tế bào non lộ ra. Tuy nhiên, lớp tế bào non này lại có thể bị tổn thương khi đi ra ngoài trời nắng mà không được bảo vệ đúng cách. Một tin vui cho các chị em phụ nữ đó là lần đầu tiên Việt Nam đã nghiên cứu sản xuất thành công hoạt chất glutathione tinh khiết dạng viên sủi hỗ trợ làm trắng, chống lão hóa da. Việc nghiên cứu ra glutathione được giới chuyên môn đánh giá là một trong những sự kiện y học nổi bật đầu thế kỷ 21, là chủ đề của hơn 100.000 nghiên cứu y học. Theo các bác sĩ da liễu, glutathione tinh khiết giúp trung hòa các gốc tự do chống oxy hóa cực mạnh, ngăn chặn sự sản sinh và tích tụ melanin, làm chậm quá trình lão hóa, giúp hỗ trợ làm trắng da từ sâu bên trong. Hoạt chất glutathione ở dạng viên sủi hấp thu gấp 70 lần so với thông thường. Việc nghiên cứu và sản xuất thành công viên sủi GluWhite với glutathione, vitamin C, cao dương xỉ có khả năng hấp thu nhanh, mang đến hiệu quả làm sáng da an toàn, vượt trội, thêm một lựa chọn cho các chị em phụ nữ.